Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Cuộc sống do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Thành vừa tổ chức lễ phát động phụ nữ hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường năm 2020. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 với chủ đề Hành động vì thiên nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Thành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường như ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Song song đó, các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường, phụ nữ tiết kiệm từ rác thải được nhân rộng trên khắp địa bàn huyện đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Thành cũng đã tổ chức trao tặng giỏ đi chợ cho hội viên phụ nữ nhằm giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường. Theo thống kê của ngành chức năng, tổng lượng nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh khoảng 289.000 mét khối ngày đêm, trong đó thành phố Biên Hòa 116.000 mét khối ngày đêm, thành phố Long Khánh 15.500 mét khối ngày đêm, còn lại các đô thị khác. Hiện chỉ có khoảng 3.000 mét khối nước thải sinh hoạt ở thành phố Biên Hòa được thu gom xử lý mỗi ngày, chiếm hơn 1%. Hơn 98% còn lại đang được xả trực tiếp ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm. Tính tới thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chỉ có một nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đi vào hoạt động, đó là trạm xử lý nước thải số 1, giai đoạn 1A đặt tại phường Hố Nai, có công suất tối đa 3.000 mét khối ngày đêm. Theo thiết kế ban đầu, trạm xử lý sẽ xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường Tân Biên, Tân Hòa, Hố Nai. Tuy nhiên, chưa có hệ thống đường ống dẫn nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình đến trạm bơm, nên trạm này bơm nước từ suối Săn Máu lên xử lý, sau đó xả ngược lại ra môi trường. Trung bình mỗi ngày thì trạm xử lý khoảng 3.000 mét khối nước, bằng 1/10 tổng lượng nước thải sinh hoạt đổ ra suối Săn Máu. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương phát triển bền vững, tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường tại Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường. Đóng chân tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, trải qua 25 năm hoạt động sản xuất, công ty Fujitsu Việt Nam luôn ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 8.500 mét khối mỗi ngày đêm. Công ty chúng tôi ngay từ khi đi vào hoạt động đã được chuyển giao toàn bộ công nghệ xử lý, bảo vệ môi trường từ bên công ty mẹ là Akashi Fujitsu Nhật Bản. Đây là công nghệ và hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường được đánh giá là tiên tiến bậc nhất. Và cho đến nay, hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của chúng tôi vẫn luôn hoạt động với hiệu quả tốt nhất. Đồng Nai hiện có 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tất cả các khu công nghiệp này đều đã có khu xử lý nước thải tập trung. Tỉnh đã lắp đặt 25 trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp. Các khu còn lại cũng đang được lập dự án để xây dựng hệ thống quan trắc. Nhờ quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị cùng với những nỗ lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, 5 năm trở lại đây, tại Đồng Nai không xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Yêu cầu các cái doanh nghiệp thuộc các cái đối tượng gây có nguy cơ ô nhiễm môi trường, các cái doanh nghiệp có cái nguồn thải như nước thải trên 1.000 mét khối, 1.000 khí thải có cái lưu lượng lớn phải lắp đặt các thiết bị của các tỉnh và phải chuyển dữ liệu về cho sở. Thì đến nay là các cái doanh nghiệp thực hiện chấp hành rất là nghiêm. Quá trình phát triển tăng trưởng nóng thường đi cùng với nhiều hệ lụy. Song với những nỗ lực bảo vệ môi trường của các cấp các ngành tỉnh Đồng Nai trong những năm qua, có thể thấy nếu chính quyền có chiến lược thu hút đầu tư đúng đắn, quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường, thì kinh tế sẽ phát triển bền vững, những sự cố về môi trường sẽ được kiểm soát và loại bỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Môi trường và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt.